Hai bạn, hôm nay bạn sẽ múc băng rau tiến vua của nhà Thích Ca nha. Ok, bây giờ ăn thôi. Mời bạn tóc vàng, ăn. Trước khi ăn thì bạn sẽ uống nước nha bạn. Ta ta, ăn rau tiến vua nên mình sẽ uống ly nước tiến vua luôn nha bạn. Tuyệt vời, bạn sẽ đeo bao tay nha bạn. Ok, bạn sẽ cho thêm một ít sốt lên đây để mình không muốn chấm bạch tuộc thì mình chấm nha bạn. Cái sốt này bạn thấy rất là thơm luôn. Yeah, cái sùi rau nó rất là già nha bạn. Trời ơi, nó dài mà nó quấn vào nhau. Là sồi đó luôn đó bạn. Đứt rồi. Bạn ăn nha bạn. Ngon đó bạn, giòn rồi mà bạn, cái sốt nó cũng vừa vị luôn bạn. Ngon quá bạn ơi. Ngon lắm luôn các cái túi mực các bạn chưa có lấy ra bạn nên nó còn ở trong cái đầu con mực, ăn vào nó béo và ngon lắm luôn các bạn. Cái rau tiến vua này á được ướp với cái sốt này các bạn, bạn thấy nó cay cay, rau thì rất là tươi luôn. Cái lúc thấy cái túi rau rất là khô, bạn không có trông đợi nhiều, nhưng mà khi ngâm nó nở ra rồi bạn, ăn rau rất là sướng miệng luôn á bạn. Nó giòn và nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là tươi. Wow, nó dài nè bạn. Trời ơi, nó dài quá. Quá. Thật là dài luôn. Bạn ăn nha bạn.
Một túi rau nhỏ như bạn, nhưng mà bạn ngâm ra bạn là một phần ở đây rồi nha bạn, rồi bạn vẫn còn một rổ nữa luôn á bạn. Bạn không biết là khi ngâm ra nó nhiều như vậy, nếu bạn biết thì bạn chỉ ngâm vừa đủ ăn thôi. Wow, nó dài lắm mọi người. Quá dài. Wow. Ăn cái này rất cuốn luôn bạn. Kiểu cái tiếng nhai bập 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 bập. Rồi mình ngon miệng nữa. Cay cay. Ngon quá bạn, không muốn dừng lại luôn á bạn. Ra như bạn. Wow,
Ngon lắm nha bạn, bạn nên trải nghiệm thử cái món này nha bạn. Dạ, cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.